Chào mừng các bạn đến với kênh Tin học Đỗ Ba Nam ở Đốc, nơi chia sẻ kiến thức tổng hợp hữu ích về tin học như tin học văn phòng, thủ thuật máy tính, style carousel, produce, vân vân. Các bạn có thể truy cập về địa chỉ là youtube.com thuộc đào tạo tin học online để có thể theo dõi toàn bộ các video hướng dẫn về tin học văn phòng cũng như các thủ thuật về tin học văn phòng rất bổ ích. Trong khi xem một video nào đó của chúng tôi thì các bạn có thể nhấp vào nút đăng ký ở phía dưới video để đăng ký và theo dõi các video hướng dẫn của chúng tôi hàng ngày. Trở lại với nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài đặt Google làm trang chủ. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trên trình duyệt Firefox và trình duyệt Google Chrome. Thì công việc này sẽ giúp cho bạn truy cập vào trang Google nhanh hơn và việc tìm kiếm của các bạn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Giả sử như mình mở trình duyệt Firefox, thì các bạn đấy khi mà mình mở trình duyệt Firefox thì cái trang mặc định đã là trang google.com.vn này đây, và mình mở sang một tab khác, mình chỉ cần nhấp vào nút Home thì sẽ trở về trang google.com.vn như thế này. Thì công việc này sẽ giúp cho bạn không cần phải gõ google.com.vn hoặc là cũng không hoặc là các bạn tìm kiếm sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thì vậy các bạn làm như thế nào để cài đặt được Google làm trang chủ đối với trình duyệt? Thì trước mình sẽ hướng dẫn các bạn trên trình duyệt Firefox. Đối với trình duyệt Firefox, các bạn làm như sau: các bạn click vào cái biểu tượng sọc ngang ở phía trên bên tay phải này, và các bạn chọn option. Nếu ở đây các bạn cài Firefox tiếng Việt thì ở đây sẽ là cài đặt, thì mình click vào option. Các bạn click vào cái tab General ở đây, ở cái phần When Firefox Start này, thì các bạn chọn là Show My Homepage. Và cái homepage ở đây chính là cái trang chủ Google chúng ta. Thì chúng ta muốn cài đặt Google làm trang chủ thì ở đây các bạn điền là google.com.vn, sau đó các bạn nhấp OK. Thì như vậy là chúng ta đã cài đặt được Google làm trang chủ trên trình duyệt Firefox. Công việc này cũng khá đơn giản, tuy nhiên là có một số bạn chưa chưa biết cách làm, vì vậy các bạn có thể tham khảo cái hướng dẫn này. Thứ hai, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài đặt Google làm trang chủ trên Google Chrome. Giả sử như mình mở một cái tab mới như thế này, giúp mình mở ngay từ đầu đi. Bây giờ hiện tại dạo là chưa phải là trang Google chúng con cho nên làm trang chủ. Lúc mình muốn cho hiển thị nút Home ở đây thì các bạn làm như sau: các bạn click vào cái vẫn là cái biểu tượng sọc ngang ở phía bên tay phải, sau đó các bạn vào phần cài đặt, bạn xuống phía dưới ở cái phần khi khởi động, chính là cái nút khi chúng ta mở cái trình duyệt Chrome, Google Chrome của chúng ta, thì các bạn click vào cái nút mở một trang cụ thể hoặc một tập hợp các trang, và các bạn chọn cái tập hợp các trang đấy. Thì ở đây nếu như các bạn đã có một số các trang thì ở đây Google sẽ suggest ra cho chúng ta, tuy nhiên là mình mới xóa hết lịch sử đi thì sẽ không có. Mình sẽ chọn là .com.vn, sau đó các bạn nhấp OK. Và cái phần phía dưới là hình thức thì các bạn tích vào nút hiển thị nút trang chủ, và các bạn chọn cái thay đổi ở đây, thì cái đây các bạn cũng chọn là google.com.vn. Sau đó các bạn OK. Thì các bạn để ý ở trên đây sẽ có cái nút trang chủ, các bạn click vào cái biểu tượng này sẽ truy cập vào trang google.com.vn. Các bạn chỉ click vào đây, hoặc các bạn khi các bạn mở trình duyệt lên thì các bạn thấy là sẽ Google Chrome sẽ truy cập vào trang google.com.vn ngay cho chúng ta. Như vậy là ở video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn là cách đặt Google Chrome làm trang chủ đối với trình duyệt Firefox và trình duyệt Google Chrome. Thì hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn, một số bạn chưa biết thao tác thực hiện đặt Google làm trang chủ. Thì trong khi xem video hoặc là trong quá trình làm thì các bạn gặp một số thắc mắc hoặc là có bất kỳ vấn đề gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới để được mình hoặc là các bạn xem video giải đáp sớm nhất, hoặc các bạn có thể liên hệ qua mình với các thông tin như YouTube là youtube.com sụp đào tạo thế online, Facebook là facebook.com sụp đỗ ba năm ở đốc, hoặc các bạn có thể truy cập trực tiếp vào địa chỉ đỗ ba năm ở đốc đỗ ba năm blogspot.com để có thể tham khảo được, có thể xem được nhiều thông tin hữu ích khác, hoặc các bạn có thể gõ qua từ khóa đỗ ba năm ở đốc. Và đây là cái web là chính là cái blog của mình, thì các bạn có thể vào đây xem được khá nhiều thông tin, vì ở đây mình sẽ
đưa các thông tin tổng hợp rất hữu ích cho các bạn. Như vậy ở video ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày hôm sau.